ép con học giỏi. Con chào ba. Các bạn ra từ bao giờ rồi? Con làm gì mà chậm chạp thế? Hay là bị phạt? Dạ đâu có. Con đá nốt ván cầu với các bạn thôi ạ. Con xin lỗi ba. Con lên xe tranh thủ ăn đi. Ba chở tới lớp tiếng Anh. À, mà hôm nay trả bài kiểm tra toán chưa Minh? Dạ rồi ạ. Con được 9 điểm ba ơi. Sao lại có 9? Con kể con đã làm rất tốt mà. Dạ con hiểu nhầm đề một chút xíu ạ. Đề bài thế nào đọc ba nghe coi. Dạ. Một bể nước có 2 vòi nước. Nếu chỉ mở 1 vòi sẽ mất 2 giờ để tháo sạch nước. Nếu mở 2 vòi. Kiểu đề đó làm đi làm lại bao nhiêu lần rồi mà con vẫn nhầm. Bao giờ con mới nhớ được đây? Con xin lỗi ba. Con đi học đi. Lần sau không được 10 thì đừng trách ba. Vâng ạ. Sao anh to tiếng với con thế? Có gì từ từ nói chuyện con sẽ hiểu mà. Từ từ cái gì nữa? Anh nói ngay từ lúc tan học rồi. Chiều nào từ trường về anh cũng cẩn thận soát bài cho con. Thế mà... Anh à, anh đừng quá căng thẳng. Vừa học xong về ba lại xa xả giảng bài trên đường thì vào đầu được chữ nào? Chỉ khiến con mệt hơn thôi à. Vừa rời trường chữ còn chưa rơi hết mà còn quên nhớ nhớ. Để về nhà mới sợ đến chữa bài thì quên sạch rồi. Anh cũng mệt chứ em tưởng. Ơ, mẹ. Con ra nhanh thế, vừa mới trống được xíu mà. Bình thường con không nhanh là ba cáu, con sợ lắm. Bà nóng tính thế thôi, nhưng không có gì đâu con. À, mà sao hôm nay mẹ đón con? Ba bận hả? Ừ, với cả mẹ nhớ Minh nên muốn đi đón Minh thôi. Mẹ con mình về đi con. Mẹ ơi, hôm nay con được 8 tiếng Anh mẹ ạ. Con đã nhớ là phải đổi ngôi, chia lại động từ, rồi xong con lại nhầm mất. Thế là phần cuối cùng con... Được 8 là mẹ vui rồi. Quan trọng là con thích tiếng Anh, hiểu bài, lần sau cẩn thận hơn là được rồi. Thế con đọc mấy câu sai mẹ sửa cho con nhé. Có khúc mắc gì tối mẹ con mình nghiên cứu lại nha. Ngày học hôm nay đã kết thúc rồi, giờ phải giải lao nạp tinh thần đã chứ. Thật hả mẹ? Yeah, mẹ tuyệt vời. Về thôi. Xuống nào, cho mẹ thấy chân suất huyền thoại đi. Con yêu mẹ nhất. Ba mẹ cũng yêu con. Ước gì ngày nào cũng được chơi sau khi tan học nhỉ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Từ giờ sẽ thấy con nhé. Mẹ hứa đó. Anh về muộn thế. Đói không anh? Ừ. Hợp đồng có vấn đề phát sinh từ phía đối tác. Đau đầu quá. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Chọn đối tác thì phải nhìn người thật kỹ. Lần trước em đã đích thân soạn hợp đồng cho anh rồi. Mà anh vẫn chẳng rút kinh nghiệm gì cả. Để người ta... Em không thấy anh đang rất mệt hả? Vừa về đến nhà em đã lên giọng chỉ vậy. Em đứng ngoài cuộc làm sao mà hiểu hết được. Chả động viên hỏi han câu nào thì thôi, còn thêm dầu vào lửa. Bình thường có bao giờ em dằn vặt cằn nhằn anh như vậy đâu. Anh thấy chứ. Vậy mà anh cũng đang làm thế với con đấy. Em đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia như thế. Tan học, vừa qua cổng đã bị ba la mắng, căng vặn, ra soát chỉ vì không được điểm 10. Thử hỏi con sẽ thấy sao? Có tinh thần để cố gắng học tốt hơn không? Hay mệt mỏi y như anh bây giờ? Thay vì thế, anh cho con khoảng thời gian thư giãn như một đứa trẻ bình thường đi, rồi khích lệ. Sẽ khiến con thấy mình thật kém cỏi. Mình luôn làm ba thất vọng,
dần dần con sẽ thiếu tự tin khi làm bất cứ việc gì. Làm sao một đứa trẻ tự ti có thể vững vàng đi qua mọi sóng gió trong đời đấy anh? Con đang làm rất tốt mà anh. Chúng ta hãy ghi nhận những nỗ lực của con, động viên kịp thời, tin tưởng vào con. Con tự khắc có động lực để phấn đấu. Gia đình là số một mà anh. Ba ơi, con xin lỗi vì đã làm ba buồn. Con sẽ học thật giỏi, ba đừng lo. Con trai, ba đã khiến con buồn nhiều đúng không? Ba tệ quá. Chỉ cần con mạnh khỏe và thật hạnh phúc, còn lại cả nhà ta sẽ cùng nhau cố gắng nha. Người đẹp trong tranh. Vào đời Hồng Đức, có một người học trò nghèo tên là Uyên. Cha mẹ chết sớm, chỉ để lại cho chàng một căn nhà đơn sơ. Chàng rất hay chữ, tuy chưa đỗ đạt gì, nhưng vì thông minh và hiếu học nên mọi người thường gọi chàng là cậu Tú Uyên. Một ngày, vào mùa xuân, nhà vua mở hội vô gia. Đây là ngày hội để trai gái tìm bạn đời, thiện nam tín nữ ở kinh đô và bốn phương tụ hội rất đông. Tú Uyên cũng vui chân đi tới kinh thành để dự hội. Bài thơ thật sâu sắc và ý nhị. Là thơ của thiếp đấy. Hội hôm nay có cả trăm người, ta và nàng gặp nhau thế này hẳn là có duyên. Chàng cho thiếp xin lại bài thơ. Đọc thơ nàng là biết người hay chữ, ta có thể cùng nàng đối đáp vài câu được không? Vậy thiếp xin ra câu đối trước. Bấy lâu còn lạ chưa quen, hỏi hồ đã có, hoa sen chưa hồ. Ngó lên mây bạc trời hồng, gặp nàng hỏi thật, có chồng hay chưa? Nghe chàng đối đáp, thiếp đoán chàng là một văn nhân. Ta là sĩ tử, đang ôn luyện chờ khoa thi. Mới thế mà trời đã tối rồi, thiếp phải về đây. Vậy ta sẽ đưa nàng về, kẻo thân gái đi đường xa, nhiều nguy hiểm. Dạ thôi, thiếp ở xa lắm, chắc là không tiện đâu. Thiếp xin phép đi trước nha. Chờ đã. Lạ quá, nàng đi đâu mất rồi? Là thơ của thiếp đấy. Hội hôm nay có cả trăm người, ta và nàng gặp nhau thế này hẳn là có duyên. Chàng cho thiếp xin lại bài thơ. Đọc thơ nàng là biết người hay chữ, ta có thể cùng nàng đối đáp vài câu được không? Vậy thiếp xin ra câu đối trước. Bấy lâu còn lạ chưa quen, hỏi hồ đã có, hoa sen chưa hồ. Ngó lên mây bạc trời hồng, gặp nàng hỏi thật, có chồng hay chưa? Về nhà, Tú Uyên ngày đêm nhớ nhung cô gái tới mất ăn mất ngủ. Một hôm, nghe có người mách có một ngôi đền rất thiêng, chàng liền tìm tới. Con nghe nói thần rất thiêng, con xin người hãy giúp con tìm lại được người con gái con thương. Ngày mai, con hãy tới cầu đông, sẽ tìm thấy điều con đang muốn tìm. Trời ơi, vậy là đã có thần Phật phương nào nghe thấu lời thỉnh cầu của con. Con đội ơn, thần đã giúp con ạ. Này chàng trai, mua giúp lão một bức tranh đi. Con tới đây để tìm một người, chứ không định mua tranh ạ. Gặp nhau là ở cái duyên, chàng cứ xem tranh của lão có đẹp không đã, rồi hãy từ chối. Trời ơi, chính là nàng ấy. Bức tranh chân dung sao sống động như người thật vậy. Cụ cho con mua bức này ạ. Hàng ngày được nhìn thấy nàng thế này cũng là hạnh phúc cho ta rồi. Nhà ta nghèo không có gì, nếu nàng không chê thì hãy dùng cơm cùng ta. Nàng ở nhà nha, ta đi học tới tối sẽ về. Trời ơi, ai đã nấu cơm cho ta thế này? Hôm nay ta đi học tới tối mịt mới về, nàng ở nhà chờ ta nha. Sao nàng để ta chờ nàng đỏ con mắt? Hóa ra nàng ở ngay trong bức tranh thế này. Thiếp chính là tiên trên trời, vì có duyên nợ với chàng nên được xuống trần để giúp chàng. Vậy thì nàng phải vất vả rồi, gia cảnh của ta vẫn còn nghèo khó lắm. Chàng đừng lo, từ nay chàng cũng sẽ không phải vất vả nữa, chỉ cần tập trung lo chuyện đèn sách là được. Nhưng từ khi có vợ tiên, Tú Uyên chẳng chịu học hành gì, suốt ngày chỉ thích ăn ngon, uống rượu và rong chơi. Mặc cho vợ khuyên nhủ như thế nào cũng không được. Sắp tới ngày thi cử rồi, thế mà chàng chẳng chịu học lấy một phút, suốt ngày chỉ ăn chơi. Nếu chàng cứ như vậy, thiếp không muốn ở đây cùng chàng nữa đâu. Vợ gì mà suốt ngày cằn nhằn, ta có sẵn nhà đẹp thức ăn ngon, tại sao còn phải học hành làm gì nữa chứ?
Trước đây chàng luôn chăm chỉ học hành, mong một ngày thi cử đỗ đạt, giúp dân giúp nước. Vậy mà chàng nhìn mình đi, giờ chàng có ra hồn người không? Chàng. Cô dám chê ta hả? Cô là vợ ta mà dám coi thường ta à? Đúng là đồ đàn bà nông cạn. Mình ơi. Sắp tới ngày thi cử rồi, thế mà chàng chẳng chịu học lấy một phút, suốt ngày chỉ ăn chơi. Nếu chàng cứ như vậy, thiếp không muốn ở đây cùng chàng nữa đâu. Vợ gì mà suốt ngày căng nhằn, ta có sẵn nhà đẹp thức ăn ngon, tại sao còn phải học hành làm gì nữa chứ? Trước đây chàng luôn chăm chỉ học hành, mong một ngày thi cử đỗ đạt, giúp dân giúp nước. Vậy mà chàng nhìn mình đi, giờ chàng có ra hồn người không? Mình ơi, tôi sai rồi. Ân hận vô cùng, Tú Uyên chỉ còn biết cố gắng vùi đầu vào sách vở, chàng chú tâm dùi mài kinh sử. Kỳ thi năm đó, Tú Uyên đã đỗ đạt với kết quả cao, nhưng trong chàng luôn nhớ nhung người vợ năm xưa của mình. Mình ơi, tôi đã thi đỗ rồi, nhưng giờ cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Nếu không có mình chứ, chi bằng tôi chết đi cho xong. Có phải mình đó không? Tôi không nằm mơ đấy chứ. Mình ơi, tôi ân hận lắm, tưởng là không bao giờ gặp lại mình nữa. Mình tha lỗi cho tôi nha, tôi sẽ không bao giờ làm cho mình phải buồn nữa đâu. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi. May mà cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy mình thay đổi, chăm chỉ học hành để đỗ đạt như ngày hôm nay. Tôi lại trở về đoàn tụ với mình đây. Chàng Tú Uyên được gặp lại người vợ yêu thương mà chàng vô cùng mong nhớ. Chàng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khiến vợ phải buồn. Chẳng bao lâu, vợ Tú Uyên hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh và họ sống bên nhau hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau. Người nghệ sĩ keo bẩn. Vẽ chân dung bao nhiêu thưa ông? 30 đồng thưa bà. Những 30 đồng, những tay họa sĩ lành nghề nhất cũng chỉ dám hét đến 10 đồng là cùng thôi. Vậy bà có thể thuê họ vẽ chân dung cho mình. Còn tôi không vẽ với giá đó. Thôi thì 20 đồng ông có vẽ không? Đó là một cái giá quá hời rồi. Không thưa bà, đúng 30 đồng không thiếu một xu. Thôi thì 30 đồng, ông thấy chúng tôi là người có tiền nên định hét giá phải không? Để xem có xứng đáng với tài năng của ông không. Xong rồi thưa bà. Tuyệt quá, một bức vẽ rất đẹp. Đây là tiền công của ông, 30 đồng không thiếu một xu nhé. Cảm ơn bà. Những 30 đồng một bức vẽ, đúng là chả hổ danh nghệ sĩ keo bẩn, lúc nào cũng hét giá cao. Phía trước có chuyện gì vậy con? Thưa ngài, người ta đang xem ông nghệ sĩ Gesen vẽ tranh chân dung đấy ạ. Nghệ sĩ Gesen ư? Vâng, ông đi vắng suốt nên không biết. Ông ấy là nghệ sĩ tài hoa nhất vùng, với tài vẽ tranh tuyệt tác. Vậy à? Nhà ta cũng đang cần người vẽ mấy bức tranh treo tường. Hay ta đến mời ông ấy về nhà vẽ luôn? Thôi ông ơi, ông ta tuy vẽ đẹp, nhưng ông ta luôn đòi hỏi phải trả tiền trước và hét giá rất cao. Người ta hay gọi ông ấy là họa sĩ keo bẩn đấy ạ. Ông có muốn về nhà ta vẽ tranh treo tường không? À được, nhưng ông có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền một bức vẽ? Được, ông cứ vẽ đi. Tôi sẽ xem bức vẽ thế nào, rồi trả công ông cho xứng đáng. Tôi phải nhận tiền trước, mỗi bức vẽ nhỏ giá 60 đồng, tranh treo tường lớn 100 đồng. Ông đồng ý thì tôi mới vẽ. 100 đồng? Sao ông hét giá cao thế? Chưa có người nào vẽ tranh mà ra một cái giá cao vậy. Ông tưởng ông là ai chứ? Gớm, đòi hỏi cao quá. Làm như ở kinh thành này chỉ có mỗi mình ông ta vẽ không bằng. Thôi ông ơi, đi thuê người khác còn rẻ hơn rất nhiều. Được, tôi sẽ trả cho ông 100 đồng, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng ông phải vẽ theo yêu cầu của tôi. Được, tôi đồng ý. Bẩm ông, họa sĩ Gesen đến rồi ạ. Người ta nói ông là nghệ sĩ vẽ giỏi nhất kinh thành, nhưng ông luôn kiêu ngạo hét giá cao chưa từng thấy. Hôm trước ta có trả ông 100 đồng cho một bức vẽ treo tường. Giờ ta muốn đổi ý, muốn vẽ một bức tranh khác với giá cao hơn. Ông ra giá đi, miễn là giá cao ta sẽ vẽ cho ông. Với giá 500 đồng bạc, ta bảo ông vẽ gì, ông sẽ vẽ chứ.
500 đồng bạc ư? Ông ấy trả số tiền lớn như thế cho họa sĩ keo bẩn làm gì nhỉ? Được, với giá đó, ông bảo gì ta sẽ vẽ đó. Ông hãy vẽ lên đôi hài của ta, hãy trang trí nó thật đẹp, sao cho vừa mắt nhất. Được, ông hãy tháo giày ra để tôi vẽ. Không, ta muốn ngồi trong tư thế này cho thoải mái. Ông phải quỳ xuống kia nếu muốn vẽ lên đôi giày của ta. Được, với giá đó, ông bảo gì ta sẽ vẽ đó. Nghệ sĩ tài hoa ư? Tất cả những cái mà nghệ sĩ này muốn là tiền. Những bức họa của ông ấy thì đẹp đấy, nhưng tâm hồn ông ấy vì tiền bạc đã khiến cho nó thành bùn lầy. Được vẽ bằng tâm hồn như thế, tác phẩm của ông ấy không xứng đáng để được mọi người thưởng lãm. Nó chỉ đáng vẽ trên những thứ như đôi hài của tôi ở dưới đất thôi. Phải đấy, đúng vậy. Sao, 500 đồng bạc, ông có muốn vẽ không? Được chứ, sao tôi có thể không vẽ? Ông đã ra giá những 500 đồng, chẳng mấy ai có thể vẽ được những bức tranh giá trị như vậy cả. Tôi đã vẽ xong, xin ông trả công. Của ông đấy, 500 đồng bạc cho một nhân cách con người, quá rẻ rúng. Ông ơi, ông còn nhớ Gershen, người nghệ sĩ vẽ tranh tài hoa nhất kinh thành không? Gì mà tài hoa chứ, ông ta làm sao lại ra một cái giá trên trời nữa à? Dạ không, ông ta vừa mất được một tuần, nhưng có một câu chuyện kỳ lạ mọi người đang truyền tai nhau. Chuyện gì vậy? Dạ, trước khi mất, ông ấy để lại 3 di nguyện. Từ làng của ông ta tới kinh thành, con đường trong tình trạng rất xấu và hay ngập lụt, gây khó khăn cho nhiều người. Ông ấy để lại một kho tài sản bí mật, giao cho người học trò để ủng hộ dân làng làm đường. Còn lại một phần để dành xây kho lương thực cho làng, để phòng những ngày mưa lụt, gió bão cứu khổ dân nghèo. Di nguyện cuối cùng để xây thiền viện cho người thầy dạy vẽ của Gershen. Người vẽ luôn đòi hỏi được trả giá cao cho những bức tranh mà lại sống đơn giản như vậy à? Cảm ơn ông đã ghé thăm thầy con. Sinh thời, thầy con sống rất giản dị, không ham vật chất. Người chỉ hét giá cao đối với những người giàu có, điều kiện để có thể giúp đỡ những người nghèo hơn. Hóa ra, nghệ thuật sinh ra từ cuộc sống và để phục vụ cuộc sống mới là nghệ thuật chân chính. Tôi đã hiểu lầm ông thật rồi. Mong ông tha lỗi. Cảm ơn ông đã để lại cho tôi một bức vẽ thật đặc biệt, giá trị đến thế. Ông chính là người nghệ sĩ tài hoa nhất dành cho cuộc sống này. Ký ức của những vì sao. Thái thượng lão quân, tại sao khanh lại dâng sớ xin trừng phạt chàng trai thường dân này? Hắn đã làm gì nên tội? Bẩm Ngọc Hoàng, tên Trương Lâm này không phải một người bình thường. Trước đây hắn vốn là tiểu tiên trên thiên đình, nhưng vì bản tính trăng hoa hay trêu ghẹo các tiên nữ nên đã bị đẩy xuống hạ giới. Có chuyện đó nữa sao? Thần tưởng rằng hắn sẽ biết hối cải, nhưng nào ngờ vẫn giữ nguyên bản tính cũ. Hắn đầu thai chỉ là một tên lính quèn, ỷ có gương mặt tuấn tú nên hay dở thói trăng hoa với những cô gái nhà lành xinh đẹp rồi nhanh chóng bỏ rơi họ. Nếu tha cho tên này thì quả là không còn thể diện của thiên đình. Khanh hãy làm cho hắn trở thành kẻ có dung mạo xấu xí nhất thế gian, để xem hắn còn có thể lừa gạt ai được nữa. Tố Tâm, đây là thính vật của chúng ta. Ta hứa sẽ đưa nàng khỏi nơi này. Nàng có muốn lấy ta không? Người ta gọi thiếp là con hát, chỉ biết ca hát mua vui cho thiên hạ. Duy chỉ có chàng là thương thiếp thật lòng. Trường Lâm, có thật chàng sẽ đưa thiếp đi khỏi nơi này chứ? Đương nhiên, Trường Lâm này đã hứa là làm. Vậy là cô nàng làm ở gánh hát tên Tố Tâm đấy, tình huynh thật sao? Ta cũng không ngờ cô ta lại ngây thơ như vậy. Cô ta nghĩ gì chứ? Trường Lâm này có thể quen với bao tiểu thư khuê cát, làm sao lại đi cưới thứ đàn bà như của ta được chứ? Ta đến phục huynh đấy. Trong thành này huynh quen với biết bao nhiêu là cô gái, vậy mà cô nào cũng đinh ninh huynh sẽ lấy mình làm vợ. Đến là tai. Thôi, không nói dòng dài nữa, ta phải đi gặp tiểu thư Ngọc Mai đã.
khi nào thành con rể quan huyện, ta sẽ mời huynh đến uống rượu sao? Này, tỉnh dậy đi, anh dì ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy? Chàng đến rồi sao? Nàng chờ ta có lâu không? Ôi trời ơi! Trương Lâm đấy ư? Sao lại ra nông nổi này? Mặt chàng bị sao thế? Mặt ta có gì ư? Mà thôi, ta đến đây muốn nói về chuyện của chúng ta. Sinh lễ ta đã chuẩn bị xong rồi. Tháng sau... Thôi, chuyện cưới xin cứ từ từ nói sau đi. Hôm nay ta về trước. Thì ra là vậy. Trời ơi, với gương mặt này thì không chỉ Ngọc Mai mà có lẽ đến những con gái bình thường cũng phải ghê tởm. Ta phải làm sao bây giờ? Cậu thông cảm, thật tình là nhiều tiểu thư đã đến tìm, nhưng công tử nhà tôi bệnh nặng, không muốn tiếp ai. Mà tôi nói thật, cô không nên gặp công tử thì hơn. Ta còn lạ gì chàng nữa, lúc nào cũng phải thật chỉnh chu bóng bẩy mới chịu gặp người khác. Người có mặt ta. Hả? Có chuyện gì thế này? Nàng đi đi, đừng bao giờ đến tìm ta nữa. Thiếp đã nghe lời đồn của mọi người rồi, chàng đừng giấu thiếp nữa. Giờ thì nàng thấy rồi chứ. Ta đã trở thành một kẻ xấu xí đáng kinh tởm, không còn là Trương Lâm của nàng nữa đâu. Chàng nói gì vậy? Chàng nghĩ thiếp ở bên chàng chỉ vì gương mặt đó thôi sao? Trương Lâm mà, dù có chuyện gì đi nữa, thiếp cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chàng đâu. Thật sao? Nàng không cảm thấy ghê tởm chung mạo này của ta như bao người khác hay sao? Chàng hãy tin em đi, em thật sự một lòng một dạ với chàng mà. Cảm ơn nàng. Ngày ngày trôi qua, Tố Tâm luôn ân cần chăm sóc, thuốc thang cho Trương Lâm, không nề hà vất vả. Cảm động trước tình cảm của Tố Tâm, gã trăng hoa Trương Lâm đã dần dần thay đổi bản tính và yêu nàng từ lúc nào không biết. Tuy không chữa khỏi bệnh, nhưng Trương Lâm vẫn có Tố Tâm ở bên chăm sóc yêu thương. Một thời gian sau, hắn đã chuộc cô ra khỏi gánh hát và lấy cô làm vợ. Chỗ sách này đã lâu chàng không động đến, cũng phủ bụi cả rồi. Ồ, đệ tên của mình ư? Lá thư này chàng chưa từng gửi cho mình, không biết viết cái gì đây. Tố Tâm, khi thư này đến tay nàng thì có lẽ ta đã thành thân với tiểu thư Ngọc Mai và chuyển lên kinh thành sinh sống. Có lẽ nàng sẽ đau khổ và oán hận ta, nhưng ta nhận ra rằng lâu nay tình cảm của ta dành cho Ngọc Mai mới là chân thật. Giữa chúng ta có lẽ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Tố Tâm, nàng biết không, cuối cùng ta cũng được thăng chức rồi. Trời ơi, không lẽ cô ấy đã đọc được bức thư lúc trước rồi? Sau khi biết được Trương Lâm từng lừa dối mình, Tố Tâm đã bỏ đi không lời từ biệt. Trương Lâm bỏ lại hết nhà cửa, của cải, đi tìm kiếm tung tích của nàng khắp nơi, nhưng vô vọng. Tố Tâm ơi, nàng hiểu lầm rồi. Giờ ta đã thay đổi, không còn như lúc trước nữa. Bức thư đó đã là chuyện của quá khứ. Nàng thật tàn nhẫn, không cho ta một cơ hội để giải thích sao? Nhiều năm sau. Trương Lâm, ngươi đã biết hối cải và ân hận, vậy là đã đến lúc trả lại ký ức của thần tiên cho ngươi rồi. Người là Thái Thượng Lão Quân. Đúng vậy, ngươi đã phạm nhiều tội lỗi, nhưng nay xem ra đã biết hối cải. Ta đã xin Ngọc Hoàng khôi phục chức tiên cho ngươi, ngươi có thể kết thúc kiếp phàm trần này rồi. Nhưng như vậy có nghĩa là tôi sẽ phải quên hết ký ức kiếp này ư? Đương nhiên rồi, với thần tiên chúng ta thì kiếp con người chỉ là phù du thoáng chốc, chẳng đáng là gì. Ngươi đã quên cuộc sống trường sinh bất tử, tự do tự tại của thần tiên sao? Tôi không quên, nhưng tôi cũng không muốn quên đi ký ức kiếp này. Thì ra ngươi nối tiếc cô gái phàm trần ấy. Nhưng ngươi có biết cô ấy đã kết hôn với một người khác rồi không? Nếu tiếp tục ở lại, ngươi không những có tuổi thọ ngắn ngủi,
mà còn phải mang vẻ ngoài xấu xí này suốt đời. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Dù vậy đi nữa, tôi đã nợ Tố Tâm quá nhiều. Tôi không thể để cả ký ức về cô ấy mà cũng quên đi, để tiếp tục sống như một thần tiên mà không vướng bận gì được. Cây trâm này khi ấy tôi chỉ tiện tay mua, khi tặng cho Tố Tâm còn nghĩ nàng thật khờ dại. Cuối cùng thì kẻ khờ dại là tôi mới đúng. Xin người hãy thay tôi tạ ơn ân điển của Ngọc Hoàng. Hy vọng rằng sau khi Trương Lâm người phàm chết đi, người có thể cho tôi hóa thành một chòm sao trên bầu trời, để nó mãi soi sáng cho nàng, dù lỡ nhiều kiếp sau đi nữa. Mẹ đang ngắm sao ạ? Trời trở lạnh rồi, mẹ cẩn thận kẻo ốm. Mà mẹ ơi, chòm sao kia nhìn thật giống một chiếc trâm cài tóc mẹ nhỉ? Mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế ạ? Không có gì đâu con. Mẹ chỉ đang nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thôi con à. Vậy là cuối cùng, linh hồn của Trương Lâm đã hóa thành những vì sao mang hình dáng của chiếc trâm cài tóc, tính vật đính ước của chàng năm nào. Những vì sao ấy lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời đêm, cũng như tình yêu và lòng hối hận mà chàng đã mang theo đến đời đời kiếp kiếp. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.